Dù đường rộng và dài, thế nhưng điểm đến cuối cùng của chiếc xe này lại là dưới cống. Đây là hậu quả của trò đùa nghịch trong lúc lái xe. Và thật không mấy vui khi ngày đầu du xuân lại như thế này. Một chiếc xe máy đi ngược chiều rồi đột ngột bẻ lái. Và một minh chứng cho sự phản ứng nhanh tuyệt vời của bác tài. Hình ảnh ghi lại lúc 10 giờ 37 phút ngày 21 tháng 2, mùng 3 Tết, trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Mùng 1 Tết trên cầu Nhật Tân dường như quá vắng vẻ. Một chiếc xe tải đi ngược làn, không có bóng dáng của cảnh sát giao thông, không có nghĩa là không bị xử phạt. Bởi ngay ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định xử phạt 1 triệu đồng và treo giấy phép lái xe 30 ngày đối với tài xế điều khiển chiếc xe này. Lái xe taxi Nguyễn Thành Luân sinh năm 1989, sau khi đi vào đường cấm bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe đã bỏ chạy và chở luôn chiến sĩ cảnh sát này trên nắp capo. Hành khách trên xe quá sợ hãi nên đã chạy ra ngay, nhưng lái xe này lại rất bình tĩnh đi ra gặp chiến sĩ cảnh sát. Trên đoạn đường Tố Hữu Hà Nội, khi bất ngờ gặp phải chiếc xe tải đánh lái sang phải để tránh taxi quay đầu, chiếc xe máy được điều khiển với tốc độ cao này đã ngã ngay xuống đường. Rất may cả 3 người trên xe không bị chấn thương nặng. Thế nhưng, những người lớn này chắc sẽ không bao giờ dám đánh cược tính mạng của con mình thêm một lần nào nữa.